Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Yu-Gi-Oh! Power of Chaos tiếp nào. Thì đây là series hợp tác giữa mình và bạn Yu-Gi-Oh! Duelist ha. Thì ở đây mình một lần nữa mình xin giải thích lại. Thì series này là mình là người lồng tiếng, còn người chơi và cũng là người mod á, là bạn Yu-Gi-Oh! Duelist. Thành ra là nếu mà các bạn muốn coi retour thì các bạn nên đề nghị bên kênh của bạn Yu-Gi-Oh! Duelist. Mình cũng sẽ đề nghị bạn ấy làm vài video nếu mà các bạn muốn. Nhưng mà từ từ, tại vì mình đã nói đó, thứ nhất là mình sẽ không đề nghị cho đến khi mà mình làm xong các video này, và thứ hai đó là mình sẽ tôn trọng cái quyết định của bạn Yu-Gi-Oh! Duelist, đó là tạm thời ngưng hợp tác do là bạn ấy sẽ khá là bận trong những tháng sắp tới. Thật ra khi nào bạn ấy thông báo với mình là bạn ấy có thể tiếp tục trở lại thì mình sẽ nhắn đến các bạn ha. Còn nếu mà khi mình làm hết số lượng video ở đây rồi mà bạn ấy chưa quay trở lại thì series này buộc phải tạm ngưng, thì mong các bạn thông cảm. Bữa nay chúng ta đến với hai ván bài này nào. Rồi, đây là dáng số 3, không biết là bạn ấy mang đến cho chúng ta bất ngờ gì đây. Rồi 40 đó 42. Mình thích những dáng bài mà nó cân bằng cũng vậy thôi. Đừng để trên lệch bài nhiều quá, coi nó cảm giác như là một bên thì nó hơi quá to lớn mà một bên thì quá là bé nhỏ. Nhưng mà có khi là cũng có thể nhìn theo hướng ngược lại, đó là một bên thì rất là xem trọng cái chất lượng và sự liên kết của các lá bài. Còn một bên thì chủ yếu là ôm bài thiệt nhiều vô rồi sau đó để coi rong đơm nó ra cái lá gì. Nhiều khi cầm nhiều nó là không ra đúng ý mình nha các bạn, đó hết sức cẩn thận. Rồi, cầm theo cái lá này thì khỏi nói rồi, nó khá là kinh khủng chứ không phải đùa đâu. Đối phương thì dùng lá bộ bài này, bộ bài mình không biết, tại vì là bạn này bạn ấy mod lại rồi mình cũng không biết là bạn ấy mod cái bộ bài này nó như thế nào. Nói chung là hai con gấu mà đi chung với cái con heo quỷ giáp vàng da xanh chấm đỏ tráng này thì mình cũng không rõ cái ý định của bộ bài này lắm. Tại một con hệ thủy, một con hệ phong, hai con này thì nó không có liên kết. Tại vì thường là cầm ít bài nó phải đi theo bộ, cái này không biết là bộ gì. Tại một con thì là mảnh thú, còn một chú mảnh thú, còn một con thì là quỷ, nó cũng không hợp với nhau. Nói như là nó không có liên kết nhiều lắm. Rồi, ok, bộ này thì chắc là bộ thủy rồi. Chẳng qua là chắc là bỏ thêm con đó vô để dành đi búp đối phương hay mình đoán thế. Có con thất sắc kinh ngư ở đây thì hay rồi. À, lấy lá này á. Ôi chào, bài dáng này vừa vô mình mất máu nhiều nha, đã dính hai đòn rồi đấy, một đòn ngàn 9, một đòn ngàn 8 đấy các bạn ạ. Chà, dày nguy hiểm quá. Rồi, ổ tưởng vô kéo bài của đối phương nhưng mà thật ra bây giờ kéo bài của đối phương là hơi nguy hiểm nha. Rồi, vô. Bây giờ mình quăng card sinh ra là mình lỗ đó. Rồi, thôi chơi luôn rồi, tùy bạn thôi, tại bài mình, thật ra bài mình không còn nhiều, mình mới không dám chơi kiểu đó. Rồi đây, như là đã chơi quanh thân kêu rồi để coi các bạn ấy tính toán như thế nào. Nhiều khi là hồi mình phản đòn nào mình không hay như đùa. Rồi rút ra, nhưng mà 17 lá thì khả năng cao mình rút trúng khó lắm. Nãy giờ giảm nhiều rồi. Rồi đây, đối phương nó cũng được úp bài xuống nha, chứ không phải cái này, riêng cái chiêu này hơi nguy hiểm đó. Rồi úp xuống luôn cũng được, không phá bài úp của đối phương à. Đó là hơi nguy hiểm nha. Rồi không sao, 600 thì mình còn chịu được. Rồi được 3 lá, rồi để coi coi, mình được rút thêm lá nữa đó. Tại đối phương nó bắn trúng cái con này, rồi sau đó mình dùng cái lá hồi sinh, mình hồi sinh lên, mình rút bài ra mình xài tiếp. Hy vọng là mình có thể đủ cơ may mắn để mình nó sổ, tại mình còn tới 11 lá cơ, ăn dễ đâu, giờ là 10 nè, thôi trời, hên thế nhỉ. Rồi ok, dáng này bạn Yu-Gi-Oh! Duelist là hơi bị hên luôn các bạn. Quả này nó là ra quá đẹp. Tại còn 10 lá mà tỷ lệ nó sổ, tức là phải là cho 10 lá đi, tỷ lệ nó sổ ra là 10% mà cũng sổ trúng nữa. Tại mình còn có lá thì tỷ lệ nó sổ, ăn may thì cũng tương đối. Rồi đây. Rồi ok, dáng OTK cuối cùng nào. Exodia One Turn Kill các bạn. Mình thì thích gọi là Exodia One Turn KO, tại đây không có ai bị kill hết trơn, cái này chỉ có KO là knock out thôi. Tại nó ra là trong Yu-Gi-Oh thì mình nhớ như là hồi như không có ai chết, tại chúng ta đấu. Tại cái bộ này nó là cái bộ dành cho trẻ em từ 11 tuổi trở lên, cho nên là ở Mỹ thì nó là dành cho người từ 10 tuổi trở lên, cho nên còn ở Nhật theo cách xếp của Nhật là từ 11 tuổi trở lên á, cho nên là nó chỉ có dạng bạo lực kiểu thi đấu, hai bên đấu nhau và chơi thôi, chứ đấu thể thao thôi. Chứ nó không có kiểu là như kiểu, tại nếu mà nó là đánh nhau hay kiểu kia thì nó phải lên đến cạn dạng teen, là tức là dạng 14 tuổi trở lên cơ. Hoặc là ít nhất là nó phải xếp vô cái dạng là từ 13 tuổi trở lên, chứ còn không phải, còn cái dạng này nó không có cái khái niệm kill ở đây. Cái này một khái niệm kill nhiều khi nó bị đá lên cấp cao hơn nữa rồi.
Ờ, kệ với mình thì không sao cả, sao cũng được. Mình thì dễ tính lắm, tại vì đơn giản là tại vì mình đủ tuổi để xem tất cả các thể loại rồi. Tất nhiên là không phải thể loại nào mình cũng coi được nhé, tại đơn giản là mình cũng không phải dạng người có thần kinh phép để coi những cái thứ mà coi xong mình không, chúng ta không bị ám ảnh đâu. Nói chung á là mình hay nói vui một câu á, làm người phải biết mình là ai, làm sai thì phải biết sửa, thấy lửa phải đổ thêm tí dầu, mà thấy nhảy lầu rồi phải hô to cổ vũ. Thấy thấy nước nghe miền Tây có lũ thì mình đi chơi, thấy người biết chơi thì đừng có đấu, ăn phá lấu thì né gan, mà nếu nhát gan thì đừng coi phim kinh dị, đúng không? Đó thì ra là mình biết là mình là cũng không phải là người có thần kinh thép rồi, thành ra mình không có xem phim kinh dị là vậy. Game kinh dị thì mình thường nhận là mình có chơi, nhưng mà mình chơi là chơi con Resident Evil thôi, chứ các bạn kêu mình chơi con Silent Hill nhiều khi chắc mình khùng luôn á. Bây giờ là mình kinh dị với mình là kinh dị giải chiến đấu thì mình chơi được, còn kinh dị mà kiểu tâm lý hay mấy cái kiểu khác thì mình chơi không được nha. Mà nó chơi với kinh dị Resident Evil thì thật sự cũng chỉ có từ phần 4 trở về trước á là chúng ta cảm thấy sợ thôi, chứ từ Resident Evil phần 5 trở đi thì cái mức độ sợ hãi hầu như nó không cao, tại đa phần lúc đó chúng ta giống như chơi đang chơi một game hành động mà nó có chút xíu yếu tố kinh dị thôi. Do là lúc đó thì chúng ta đi hai người, mà đi đa phần không gian là nó sáng nó rộng, chúng ta dễ, chưa kể là hai người hỗ trợ nhau hỏa lực chúng ta mạnh, chứ nó phần 4 thì mình còn sợ, tại lúc đó là mình vẫn ở trong cái thế yếu. Nhưng qua phần 6 thì thôi rồi luôn, nhào vô đấm đá với mấy con zombie, mấy con dưỡng sinh học thì bỏ tay rồi. Cái phần 7 thì sợ thiệt, nhưng mà nó sợ tại do chúng ta đặt bị đỡ cái hình thứ nhất, chứ nếu mà đặt giống hình thứ ba cũng không sợ lắm đâu. Dạ. Ok, cái này thì hơi nguy hiểm rồi đây. Thế này hơi khó phá, tại mình đang không có nghĩa là bài chiến lược ở đây. À không, thắng được, thắng được, thắng được. Rồi, ok, hất bài đối phương vô. Hồi sinh lên. Rồi, giờ để con nãy đây, liệu sao nó bắn là mình ăn. Chả, mình không cần nó đợi nó bắn luôn, mình bắn cũng được nữa, quên mất. Rồi, ok. Vậy đơn giản là mình con này nó chết, mình rút lá bài ra là mình ăn rồi. Rồi, ok, thắng đẹp. Nhắn bài này hay các bạn ạ. Ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình á. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Một lần nữa xin nhắc lại ha, đây là series hợp tác giữa mình và bạn Yu-Gi-Oh! Duelist. Nếu như các bạn còn muốn xem những video khác về Yu-Gi-Oh! Power of Chaos thì các bạn có thể ghé kênh của bạn Yu-Gi-Oh! Duelist ha. Tuy là số video bạn ấy up vào đây là không có nhiều, thậm chí là nó đang chỉnh lại, nhưng mà nhìn chung thì những video cũ cũng khá là hay. Các bạn có thể xem lần lượt cũng được. Rồi, bye bye.